vợ mình mà còn đối xử như vậy, anh có xứng đáng là đàn ông không Hoàng? Anh Hùng. À, thì ra mày vào đây uống nước là phụ. Mục đích chính là gian díu với cái thằng yếu cũ của mày đúng không? Nói nhanh, chúng mày quay lại với nhau từ bao giờ? Em không có. Em đâu có biết là anh Hùng đến đây đâu. Với lại lâu lắm rồi mà em cũng không liên lạc với nhau. Ngày trước tôi buông tay Linh đã để cô ấy đi tìm hạnh phúc, chứ không phải để chứng kiến cô ấy bị hành hạ như thế này. Tôi không dám nhé. Anh thả tôi ra đấy. Em bảo anh ta thải ra cái đâu quá. Anh ơi, em xin anh đừng có làm như thế. Dù sao anh cũng là chồng em mà. Tốt nhất là mày nên đối xử tốt với cô ấy. Đừng mà trách tao. Tôi biết rồi. Em xin lỗi. Em phải đi rồi. Em xin lỗi. Nhưng mà anh Duy bây giờ là sự lựa chọn tốt nhất của em. Anh ấy có thể lo cho em học đại học. Anh còn hứa là sau này sẽ xin việc cho em nữa. Còn anh thì... Anh hiểu rồi. Đến bản thân mình anh còn không lo nổi, có tư cách gì để bắt em chịu khổ cùng anh chứ. Anh có trách em không? Không, anh không trách em. Thậm chí anh còn trách bản thân mình nhiều hơn. Hứa với anh, hãy thật hạnh phúc nhé. Nó chưa quên được tình cũ đâu. Nếu như em còn đơn phương yêu nó ấy, thì em còn khổ. Mau dừng lại đi. Người chung tình bây giờ hiếm lắm. Thế thì càng chứng tỏ mắt nhìn người của em tốt. Anh Hùng ấy là một người coi trọng tình cảm. Nghe lời anh đi, đừng có mà bướng. Bây giờ em yêu ai, em thích ai, anh cũng quản em. Anh là anh của em chứ có phải là bố em đâu. Mà bố ấy cũng chả quản con gái như thế. Này, em dám nói với anh như thế à? Anh nói cho em biết nhé, quyền huynh thế phụ, được chưa? Đừng có mà hôn. Từ ngày hôm nay ở nhà cho anh, không có đi đâu cả. Nhưng mà em lớn rồi chứ có phải là con nít đâu. Mà cái gì anh cũng chỉ điểm từng tí như thế. Em, này, buông xuống. Đi đâu đấy? Em đi đâu mà kệ em. Có giỏi đi luôn đi nhá. Đừng có về cái nhà này nữa. Giỏi lắm. Alo, tổng đài ngân hàng Phát Bằng phải không? Tôi muốn khóa thẻ. Linh, anh Hùng, em khổ quá. Em bị làm sao thế này? Em bị chồng đánh, anh ta còn nói giết em nữa. Bây giờ em không có chỗ nào để ở cả. Anh cho em ở nhờ đây mấy hôm được không ạ? Được, em ở nhà đi, để anh cầm. Anh Hùng, cho em ở nhờ với, em cũng bỏ nhà đi rồi. Chuyện này là sao? Anh trai của em đâu? Thì anh Tân anh ấy độc tài lắm, em không ở được. Anh cho em ở nhờ mấy ngày, đợi bao giờ anh ấy xuống nước với em thì em đi về. Không được, thế khác gì dung túng cho em. Thằng Tân mà biết, nó lại trách anh mất. Em về đi nhá, có cần anh gọi xe cho không? Em không về, tại sao cô ta ở được, còn em thì không? Hay là hai người có ý đồ gì nên là mới không muốn em ở đây làm kỳ đà cắn mũi? Em đứng mà ăn nói với vẩn. Linh không có chỗ nào để đi nên là anh mới cho ở nhờ. Còn em thì khác. Em thì khác cái gì? Em cũng không có chỗ nào để đi. Em cũng hết tiền rồi. Anh Tân khóa thẻ của em nên là bây giờ trong người của em chả có một xu nào dính túi cả. Không lẽ anh muốn em đi ra ngoài kia lang thang đầu đường xó chợ cho người ta bắt nạt à? Nếu như mà thế thì em đi cho anh vừa lòng. Chi? Khoan đã. Sao nữa? Vào nhà đi. Em không sao ạ. Tính chi trẻ con, rồi để ngoài ra, em đứng mà chấp cô ấy.
cô đi vào nhà đi. Anh Hùng. Gì vậy em? Anh cầm theo cái này đi. Em toàn làm những món anh thích đấy. Em vẫn nhớ sở thích của anh sao? Em làm cái gì vậy? Để con trai mà cầm hộp cơm thì kỳ lắm. Để em cầm luôn cho. Tiện thể cho em ăn ké luôn. Thôi chết, tôi đoảng quá. Tôi quên mất là cô Chi làm cùng công ty với anh Hùng. Hay là để tôi vào lấy cho cô một suất nhá. Thôi, không cần đâu. Tôi ăn ít mà, tôi ăn ké với anh Hùng là được rồi. Anh Hùng, mình đi, không là muộn làm đấy. Alo, có chuyện gì vậy? Gì vậy nhá? Cô ăn nói với chồng cô thế à? Hay là thấy thằng tình cũ giàu có nên tiếc, đâm ra chán thằng này rồi? Có chuyện gì thì anh nói luôn đi, không họ nghi ngờ bây giờ. Tôi chỉ nhắc cô hành động nhanh lên, đừng có nghĩ đến chuyện kéo dài thời gian với thằng tình cũ, là cũng xong với tôi đâu. Làm gì có cái chuyện đấy cơ chứ? Không nói cũng biết, ông gọi tôi ra đây là vì chuyện của Chi đúng không? Con bé ở đây có gây rắc rối gì cho ông không? Tạm thời thì chưa, nhưng mà hay là ông làm lành đón Chi về đi. Ông bị hâm à? Khó khăn lắm tôi mới đuổi nó đi, bây giờ dạ... À, đùa tí thôi mà. Tôi hẹn ông ra đây là vì chuyện khác. Chuyện gì? Cô người yêu cũ của ông ấy. Cô ta đã có chồng rồi. Mà ông thì rất cần danh dự. Ông nên cẩn thận đấy. Người ta có câu tình cũ không dùng đến. Tôi biết chứ. Tôi với Linh không có chuyện đó đâu. Tôi giúp đỡ Linh là vì ân nghĩa thôi. Hết tình còn nghĩa mà. Vậy thôi, tôi không còn chuyện gì để nói với ông nữa. Tôi về trước đây. Ơ kìa, thế còn Chi? Cứ để nó ở đấy đi. Này, cô đang làm cái gì đấy? Tôi đang dọn dẹp bàn làm việc của anh Hùng thôi. Có chuyện gì đấy? Anh Hùng không nói với cô là không được vào phòng riêng của anh ấy à? Tôi không biết. Với lại tôi cũng chỉ dọn dẹp thôi mà. Cô làm sao mà cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy? Có thật là cô chỉ dọn dẹp không? Cô nghĩ tôi có thể làm gì được chứ? Ai mà biết được. Biết đâu cô vào phòng anh ấy ăn trộm tiền của anh ấy thì sao? Tôi phải soát người cô. Cô làm gì đấy? Cô không có quyền. Bỏ tôi ra. Thay mặt anh Hùng. Dừng lại. Em quá đáng rồi đấy. Em nên nhớ ấy, mình cũng chỉ là người ở nhờ thôi. Biết điều thì đừng có mà gây sự nữa. Là bởi vì em thấy cô ta có hành động mờ ám nên là mới muốn soát người thôi. Anh không phân biệt phải trái mà đã mắng em rồi. Đủ rồi đấy. Anh tin Linh, cô ấy không bao giờ làm trò mờ ám sau lưng anh cả. Còn nếu em mà không biết điều thì mời em về nhà làm đại tiểu thư. Anh Hùng, hay là anh đi xem cô ấy như nào đi. Kệ con bé, nó không dỗ lâu được đâu. Em không sao chứ? Em không sao ạ. Anh ấy quan tâm mình. Anh Hùng! Linh, em làm gì vậy? Anh vẫn còn yêu em chứ? Em biết là anh vẫn còn yêu em. Mình quay lại nhá. Linh này. Sao ạ? Vì anh đối xử tốt với em xuất phát từ sự áy náy và lòng thương cảm. Nếu điều này mà làm cho em hiểu lầm thì anh xin lỗi. Mà bây giờ chắc là chồng em cũng nguôi giận rồi đấy. Em nên về nói chuyện với chồng em đi. Kẻo chồng em mà biết em ở đây thì lại phát sinh chuyện không hay. Mày viết tường đơn chưa? Vẫn còn giận anh à? Thôi, cho anh xin lỗi.
anh bí lắm mới phải dùng đến cái khổ nhục kế đấy chứ. Đợi anh xong việc nhá, anh sẽ bù đắp cho em nhá. Đấy, hiểu chuyện như thế có phải tốt không? Thôi, anh đi đã nhá. Em cũng phải về đi, kẻo hắn nghi ngờ đấy. Anh đi đã. Chủ tịch ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Nếu là chuyện dự án bị lọt ra ngoài thì anh biết rồi, em đi ra ngoài đi. Nhưng mà... Đây là lệnh. Giám đốc Toàn ạ. Thế nào rồi? Ta tìm ra được ai làm chưa? Tôi đang cho người điều tra, sẽ sớm tìm ra thôi. Tốt nhất là phải sớm tìm được nó đi, rồi giao cho pháp luật xử lý. Đúng là cái loại ăn kê táo rào kê sung, ăn cháo đau bát. Mà này, có chuyện này tôi muốn nói với ông. Ông đừng giận nhá. Chuyện gì vậy? Nội gián ấy, có khi nào là cô Chi thư ký riêng của ông không? Vì ngoài thành viên của ban dự án ra thì cô ta là người duy nhất dễ dàng tiếp cận với ông. Ông đừng có nói linh tinh, Chi không phải hạng người như vậy đâu. Ông đừng có để nhan sắc cô ta đánh lừa. Đã bao giờ ông tự hỏi chưa? Cô ta có một ông anh trai giàu có như vậy, tại sao lại phải đến công ty này làm thư ký để cho ông sai vặt nào? Và thêm nữa nhá, tôi nghe được rằng ông anh trai của cô ta là ông Tân ấy, cũng đang rất có hứng thú với ghế chủ tịch của ông đấy. Mà này, còn một chuyện nữa tôi muốn nhắc ông. Vì cái dự án đích thân ông đảm nhiệm đang gặp sự cố, nên các thành viên của ban cổ đông đang rất phẫn nộ và họ đang họp nhau lại đòi bỏ phiếu bãi nhiệm ông đấy. Thời gian này ông phải cẩn thận vào nhé. Cảm ơn ông. Ông đúng là bạn tốt của tôi. Không có gì đâu, bạn bè hoạn nạn có nhau, cần nhau nhất là lúc này mà. Dạ, anh cho gọi em ạ. À, vô dụng này! Sao anh đánh em ạ? Mày còn hỏi tại sao à? Mày về mà hỏi lại con vợ của mày ấy! Có mỗi cái việc ăn cắp thông tin dự án của thằng Hùng thôi mà làm không xong. Bản final thì không lấy, đi lấy bản nháp. Làm tao vừa bị đối tác gọi chửi té tát đấy. Bắt bồi thường nữa ấy kìa. Điên thật đấy. Định nhân cơ hội này kéo thằng Hùng xuống, không ngờ lại gây ông đập lưng ông. Mày về dạy ngay lại con vợ của mày đi nhá. Dạ vâng ạ. Để em về dạy dỗ lại nó. Còn dành con. Anh làm gì vậy? Em buông ra. Con khốn, mày cố tình đúng không? Chuyện gì ạ? Mày cố tình lấy bản thông tin giả để lừa tao. Mày không nỡ hại thằng đồ cũ mày đúng không? Làm sao có chuyện như thế được chứ? Rõ ràng là em lấy từ bàn làm việc của anh ta mà. Anh phải tin em, làm sao mà em có gan lừa anh chứ? Ngu! Thông tin mật mà nó để hớ anh như thế được à? Mày đúng là ngu hết thuốc chữa mà. Kế hoạch cũ hỏng rồi. Ông chủ giao cho mày thực hiện phương án 2. Là làm cái gì ạ? Có khó không ạ? Yên tâm, biết mày ngu si rốt nát nên ông chủ giao việc dễ lắm. Thì ra là mày bỏ nhà đi theo sai. Mày chả trách tao tìm khắp nơi không thấy. Bớ làm được ơi, con vợ tôi nó bỏ nhà đi theo sai này. Chúng nó còn ngang nhiên sống với nhau trước mặt tôi nữa. Bớ làm được ơi, ôi trời ơi. Bố thật ra, mà chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Anh Hùng cứu em ấy. Mày, có giả mồm à? Mày, anh làm gì vậy, bỏ cô ấy ra. Thì ra là mày. Tình cũ không rủ cũng tới. Chúng mày lén vén với nhau từ bao giờ? Anh bình tĩnh, mọi chuyện không như anh thấy đâu. Anh ơi, anh Hùng không có lỗi gì cả, lỗi tất cả là do em. Anh đừng có đánh em mà. Linh, em làm cái gì đấy?
Chúng mày dám tỉnh từ trước mặt tao à? Mấy người làm gì vậy? Chạy vào đây! Linh bỏ anh ra! Các người đây! Linh bỏ anh ra! Mấy người đi ra đi! Ơi, hoa đã. Các vị đọc tin tức mới nhất ngày hôm nay chưa? Dăm ba cái tin lá cải, chúng tôi không quan tâm đâu. Sao lại không quan tâm được? Tin tức chủ tịch của chúng ta vẫn cặp kè với tình cũ, vẫn chưa ly hôn, đang hot nhất ngày hôm nay đấy. Các vị không biết sao? Hình như là giám đốc Toàn rất vui vẻ khi mà chủ tịch gặp chuyện thì phải. Vậy mà hồi trước anh lại còn đóng kịch, giả vờ làm người tốt nữa. Anh không thấy ghê tởm à? Sao lại không vui được? Phải gọi là quá vui đằng khác ấy chứ. Chúng mày biết không, tao chờ ngày này đã quá lâu rồi. Thì ra chính ông là người đứng ở sau giật dây mọi chuyện. Ủa cổng bấy lâu nay tôi coi ông là bạn tốt đấy. Bây giờ biết thì cũng đã quá muộn rồi. Cái drama ngoại tình ấy đã khiến uy tín của mày tụt xuống con số 0. Bây giờ để tao xem mày xử lý thế nào nhá. Cứ đợi đấy mà xem. Chúng ta không thể chấp nhận một vị chủ tịch có đời tư đáng xấu hổ thế này được, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín công ty chúng ta. Tôi đề nghị các vị cổ đông bỏ phiếu biểu quyết bãi nhiệm chức vụ chủ tịch của anh Hùng đây. Anh Hùng, anh có gì để nói không? Đương nhiên là có chứ. Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi mọi người vì đã xảy ra một tin đồn không đáng có như vậy. Đây là sự thật, chứ còn tin đồn cái gì nữa. Chính chồng cô ta bắt quả tang hai người tại nhà. Phóng viên chụp ảnh đầy đây còn gì, này mọi người xem đi. Đúng là cô Linh có ở nhà tôi. Nhưng là do cô ấy bị chồng bạo hành nên là mới đến xin ở nhờ nhà tôi. Tôi thương hại nên là mới cho ở nhờ, chứ không có chuyện giam díu gì ở đây cả. Ai biết là mà ăn cỗ khi nào. Cô nam quả nữ, hai người ở chung nhà với nhau, ai biết là hai người làm gì với nhau hả? Tại sao là cô nam quả nữ khi mà trong nhà có cả vợ sắp cưới của tôi chứ? Ừ. Hiện đây, tôi muốn thông báo mọi người một tin vui. Tôi và Chi đã yêu nhau lâu rồi, cũng tính chuyện kết hôn. Chúng tôi đã sống chung với nhau một thời gian. Làm sao mà có chuyện tôi giam díu một người phụ nữ ngay trước mặt vợ của mình chứ? Đúng vậy, chuyện này tôi có thể làm chứng. Bởi vì chính bản thân tôi là người đã chấp nhận cho cô Linh ở nhờ. Tôi chỉ không ngờ rằng chồng cô ấy lại hiểu nhầm. Làm sao có thể như vậy được? Các người rất là lươn lẹo nhá. Ờ kìa, giám đốc Toàn, anh cứ bình tĩnh đi chứ. Anh sao vậy? Anh có phản đối gì về cuộc hôn nhân này à? Em gái tôi với cả chủ tịch là trai tài gái sắc, đến với nhau thành một đôi là chuyện quá tốt mà. Không, không thể như vậy được. Các vị nói gì đấy chứ? Nếu đúng như mọi chuyện là vậy, tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức một buổi họp báo để công bố cho mọi người biết tin vui này, đồng thời cũng xóa đi cái tin đồn thất thiệt về công ty. Nhân đây, tôi muốn thông báo một chuyện. Tôi muốn tố cáo giám đốc Toàn. Chính anh ta là người đã gài gián điệp vào công ty để nhằm đánh cắp dự án, gây nhiễu loạn nội bộ. Cũng chính drama lần này của tôi là do anh ta đứng sau lưng để nhằm hạ uy tín của tôi. Đây này, anh đừng có mà nói láo nhá. Anh có bằng chứng không? Không chỉ có bằng chứng mà tôi còn có nhân chứng nữa đấy. Có tất cả mọi người ở đây, cô hãy nói toàn bộ sự thật đi. Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là nhân vật chính trong chuỗi drama vừa qua của anh Hùng. Cô nói tiếp đi. Thực ra, tất cả những chuyện này đều là do chồng của tôi sai khiến tôi làm. Cũng chính là tay sai của anh Toàn ạ. Chồng của tôi sai tôi vào nhà của anh Hùng, dùng khổ nhục kế để ăn cắp tài liệu mật của anh ấy. Nhưng mà những tài liệu mà tôi ăn cắp được đều là thông tin giả. Vậy nên anh Toàn chuyển hướng ép tôi tạo drama đánh ghen ạ. Này này này, cô nhá, cô đừng vu khống nhá. Ai biết được hai người có phải là dựng chuyện với nhau để bảo vệ nhau hay không? Hai người là tình nhân của nhau cơ mà. Giám đốc Toàn, anh cứ bình tĩnh ngồi xuống ấy đã.
chúng tôi còn có bằng chứng cơ mà. Thực ra tôi và anh Hùng đã nghi ngờ cô Linh từ lâu rồi, nhưng vẫn muốn đóng kịch nhằm tìm ra kẻ giật dây phía sau. Vì đã có chuẩn bị từ trước, nên anh Hùng đã cố tình để cô Linh lấy được bản thông tin giả, khiến cho kế hoạch của bọn họ bị đổ bể. Cô Linh cũng được chồng mình giao cho nhiệm vụ thứ hai, chính là tạo drama ngoại tình nhằm hạ uy tín của anh Hùng. Bên cạnh đó, chứng kiến cảnh cô Linh bị bạo hành, tôi đã thuyết phục cô ấy dũng cảm đứng ra tố cáo anh Toàn và chồng mình nhằm tự cứu bản thân. Không thể tưởng tượng được, tôi đề nghị kỷ luật anh Toàn nghiêm khắc. Vậy là trắng đen đã rõ ràng, kẻ có mưu đồ bất chính chắc chắn sẽ bị xử lý. Cuộc họp giải tán ở đây thôi. Cậu làm rất tốt, chúc mừng cậu. Cảm ơn ông. Nếu không có ông tỉnh táo nhắc nhở thì tôi đã bị sập bẫy của bọn chúng mất rồi. Vậy hóa ra chuyện này là vở kịch của hai người à? Thế mà hai người còn lôi em vào, coi em như là con ngốc ấy. Chuyện này anh không can dự nhá, tự hai đứa giải quyết đi. Chi này, chuyện thông báo kết hôn vừa nãy. À, về chuyện đấy à, em biết anh làm như thế để che mắt mọi người. Bao giờ câu chuyện này lắng xuống, anh sẽ chia tay em để đến với người mới. Anh yên tâm, em nhìn như này thôi, chứ không phải là người đeo bám người khác đến cả đời đâu. Anh nghĩ là anh không cần tìm nữa đâu. Cô gái ấy đã đứng ngay trước mặt anh rồi. Đồ ngốc, cứ đứng đó mà tìm đi nhá.